đến cho các bạn nha. Rất vui gặp lại mọi người trên kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì tiếp tục trở lại cái đoạn sông Huyền Thoại để mà quay một số anh em ghe tàu xà lan qua đây cho mọi người cùng xem nha. Đây bây giờ thì mình thấy là có 3 chiếc xà lan khá là lớn các bạn đang từ từ đi lên nha các bạn. Bà này đi thấy khá là ngầu luôn nha. Trời ơi kìa. Anh ở giữa thì anh khác màu với hai anh trước và sau. Mà bây giờ thì anh nói trước thì đang bóp kèn để mà chuẩn bị lên nha. Quá trời ngầu luôn rồi, 3 chiếc đi kiểu này. Anh nào cũng bự hết trơn nè. Bây giờ anh đang lấy cái mũi từ từ qua phía bên bên này để mà anh đi lên nha các bạn. Nói chung là khi mà qua đây thì những anh em xà lan thì cảnh giác khá là cao nha. Ngoài né những anh em xà lan với nhau thì còn những cái phương tiện nhỏ bự nữa các bạn. Nói chung là cực kỳ cảnh giác nha. Các bạn thấy bóp kẹn à. Thì qua đây thì lúc nào cũng phải có một người quan sát như thế này các bạn. Tiếp anh tài công nha. Anh ở phía trước này thì cũng khá là quan trọng các bạn. Tại vì anh là người phát hiện tình huống đầu tiên để mà báo cho anh tài công biết nha các bạn. Ồ, anh này anh giữ lắm bự rồi, chiếc này. Đang chuẩn bị ôm cái cua thật là gắt đây các bạn. Chung là khi mà qua đây thì cũng áp lực lắm nha. Bây giờ thì xà lan nổi thì đang đi nước ngược nha các bạn. Các bạn thấy không? Ảnh bóp kèn liên tục luôn. Cái kèn nghe cũng khá là đã nha các bạn. Cái kèn hay cái còi gì nè. Thì mình cũng thường gọi là cái kèn các bạn. Em bây giờ anh sẽ đi lên nha. Hai cặp mắt phải nói là cũng bự lắm nha các bạn. Bóp càng khá là kỹ nha các bạn. Chung là khi mà qua đây thì càng kỹ càng tốt nha. Tại những cái phương tiện nhỏ có sức nghề hiện bất ngờ lắm nha các bạn. Chúc những anh em đi nghề sông nước xà lan cũng như các bạn đang xem video của mình thì luôn luôn thành công trên mọi nẻo đường nha. Đặc biệt là chúc mọi người nhiều sức khỏe nha. Đó, bây giờ anh bo cua gắt đây các bạn. Có chị Sáu xuất hiện rồi. Chị Sáu tình báo xà lan. Anh ở trước quắt trên tài công anh lên rồi nha. Chiếc con sao mà nhìn cũng khá mới nha các bạn. Đây chữ 6 rồi.
để mà đi trước cảnh báo cho những anh em xà lan biết nha. Anh chị em mà qua đây thì muốn có chị Sáu dẫn đường thì cứ bình luận cho mình biết nha, mình cho số điện thoại. Có một chiếc xà lan khẩm đang xuống các bạn. Anh khẩm này thì anh sẽ đi xuống nước xuôi nha. Đoạn trên này thì đang né ba chiếc xà lan lúc nãy vừa qua nha các bạn. Như có chiếc tàu ở sau lưng nữa kìa. Tàu đò hay vậy. Rồi, lách cái mũi gà nè. Ở dưới kia chiếc xà lan nạp quá trời luôn các bạn ơi, ra khói luôn kìa. Đang né chiếc nổi đi nước ngược nha. Quá trời anh nè, anh bự rồi. Có chiếc ghe nữa các bạn. Anh ghe thì anh né sát phía bên kia rồi ha. Nạp ra khói đen luôn hồi nãy. Chiếc này cũng cũng bự nha các bạn. Anh ghe anh ép vào bên kia anh né rồi kìa. Chiếc xà lan khẩm đang xuống nha. Xuống nước sôi các bạn. Xuống gặp anh hai cabin dưới kia. Xuống thêm chiếc ghe nữa. Tạo bơi dưới đi. Cái lấy xà lan xuống các bạn, lâu dữ mới gặp nha. Lái xuống đây thì né chiếc xà lan khá là bự. Máy đang xuống cái khu gắt các bạn. Nước đổ quá trời luôn.
bay kìa, ghê chưa. Rồi khá là lâu rồi mới gặp lại em gái lái xà lan đi ngang đây các bạn. Bây giờ né rồi xong rồi chạy thẳng về hướng kia nha. Tục bạn lại xuống thêm một anh ghe nữa, chẳng là đi nước xuôi nha. Bạn thấy khi mà xuống nó bê ghê chưa, ổ bê kìa. Xà lan hai cabin này nãy giờ chưa có lên được nha. Các bạn xả bao nhiêu cú né thì bây giờ anh hai cái pin anh lên nha. Nhìn khá là ngầu. Anh này anh cao to thiệt chứ. Nhìn cái tướng khá là đẹp nha các bạn. Bây giờ anh đang từ từ đi qua cái đoạn cu gắt này nha. Quá đã luôn. Nghe cái tiếng hơi khá là sướng ha. Trang bị đầy đủ luôn các bạn, có nắp hầm luôn, quá giòn. Đi nước cồn các bạn hơi nặng máy nha. Sáng nay thì nước đổ quá trời đổ luôn, đổ nước rồng luôn các bạn. Xà lan khổng đang thả nước xuôi xuống nha các bạn. Xà lan chở đá nha. Xuống nước xuôi thì nó cũng căng lắm nha. Xà lan khổng đi túc dưới à, dưới hai anh ghe nữa. Bây giờ trên này thì nhìn thấy là có chiếc xe cuốc nha. Sumi 3. Lái ngồi nhịp giò cảm giác thoải mái quá ha. Sáng đi trên sông nước chung cũng mát mẻ lắm nha các bạn. Anh ghe anh xuống nữa nè.
Thằng gà trâu các bạn. Quá trời bự. Đang né anh xà lan khẩm. Trời ơi, chiếc này còn khá mới nha. Anh xà lan khẩm hai cái bên đang xuống các bạn. Luôn. Nãy giờ anh chạy xiết 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 qua cái đoạn trên này đường thẳng dễ né các bạn. Có chiếc xà lan quá nạp rồi. Bây giờ anh hai cabin anh xuống đây các bạn. Nạp ghe ga nghe cũng đã quá ha. Dưới kia có chiếc vỏ đò các bạn. Đò này anh cũng dài lắm nha, cũng ngầu lắm các bạn. Thế bây giờ anh đang lên nè. Đang lên các bạn. Ở bên này thì có một anh vô lãi khẩm khẩm nha, đang né. Chiếc xà lan đi biển nha. Đang qua rồi mà. Trang trí nguyên cái giường ở phía trên luôn các bạn. Theo mình sẽ xem anh xà lan này anh lên nha các bạn. Nó đang bóp kèn khá là kỹ nha. Thì theo mình quan sát thì ở phía trước thì không có xà lan đi xuống các bạn, cho nên là anh này anh sẽ qua khá là nhẹ nhàng nha. Giờ đang từ từ lên nè các bạn. Chừng qua đây thì nó cũng khá là áp lực nha. Anh phát tài nè. Đang qua nha các bạn. Nước thì nó cũng đổ nhẹ nhẹ hơn lúc nãy nhiều rồi. Nó phát tài trên tài trọng nó lên. Chiếc này còn khá mới nha các bạn, nhìn cũng rất là đẹp.
bo qua nha các bạn. Cái máy bơm cát quá. Cái đầu máy là 4 nha. Bên kia cái đầu máy 6 đó. Máy 4 là chắc bơm nước rồi. Máy 6 là bơm gì. Cái đầu máy lấy cái giò lái rồi. Cái đầu anh kéo. Quá trời ơi, đưa cái giò đạp qua kìa, bê. Chiếc này ở xa nhìn thấy quá trời ngầu ha. Có mỏ vàng nữa mà cái mỏ túm vô trong nè. Đang lên nha các bạn. Em nói đây là chiếc xà lan há mòm gì đó nha. Cái nó túm há mòm thì chiếc hang mòn mà đi khá là ngầu các bạn. Chấm xét trên cái mỏi hang nha. Xuống nước sôi. Cái này thì thấy là chiên chở mấy cái quá dài dài à. Một chiếc này mới xong rồi hay có một quầy nước sôi phía trên nữa. Ngầu cái gì? Chiếc này đi khá đông luôn. Nước sôi mà anh chơi ra cỡ này nè. Máy cài xuống nước sôi nha. Cải tiến luôn nha. Bây giờ chụp nước sôi sao rồi chơi ben hết luôn.
quá là nhanh rồi. Ông chiếc thì con Toyota ông thảo là chiếc chế từ cái chiếc cổ kéo lúa đó các bạn. Gạch nha các bạn, quá bự rồi.